Ngọc Chi xin mến chào quý bà con. Nếu như bà con đang cưa lúa tại nhà nhưng mà chúng ta ngại di chuyển hoặc là không có thời gian để đến những nơi xét gạo, thì ngày hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho bà con một dòng máy xét gạo đến từ thương hiệu Takeo với mã là TK200, rất là phù hợp cho những hộ gia đình vừa và nhỏ. Khi bắt đầu nhìn vào thân máy thì bà con sẽ thấy logo của Takeo TK200, và thêm vào đó là chúng ta sẽ có thêm một công tắc đảo chiều. Khi mà bà con vặn công tắc này qua bên phải thì hệ thống sẽ bắt đầu xét gạo, cũng như là chỗ này là hệ thống đang ngưng hoạt động. Và khi bà con gạt công tắc đảo chiều này sang bên trái thì hệ thống sẽ bắt đầu nghiền các loại hạt của mình, rất là tiện lợi phải không nào? Và với dòng máy này thì năng suất xét gạo cho bà con lên đến là 100 đến 300 kg trên giờ, và năng suất đầu nghiền là 200 đến 300 kg trên giờ. Ngoài ra thì bà con muốn vỡ ngô thì năng suất đạt được rất là cao, lên đến là 150 đến 200 kg trên giờ đấy. Và tại sao mà máy có năng suất cao như vậy? Thì nhờ vào khả năng làm việc mạnh mẽ của motor. Đó là motor với vỏ là hợp kim nhôm và lõi là lõi 100% lõi đồng, sẽ rất là chắc chắn, được trang bị với công suất lên đến cho bà con là 3 kW, giúp máy có thể vận hành được dễ dàng và êm ái đấy. Với dòng máy này thì bà con thấy rằng máy được sơn một lớp sơn chống gỉ màu đỏ rất là bắt mắt, để dòng máy có thể hạn chế bị ăn mòn cũng như là tăng tuổi thọ cao. Khi sử dụng máy xét gạo gia đình Takeo TK200 thì bà con nên lưu ý rằng máy phải đặt ở những nơi bằng phẳng để máy có thể hoạt động tốt nhất và năng suất cao nhất nhé. Và thứ hai là sau khi sử dụng xong thì bà con nên vệ sinh máy để máy có thể có tuổi thọ cao cũng như là dễ dàng sử dụng trong lần sau. Và sau một thời gian dài sử dụng thì dây cura của mình sẽ bị giãn, và từ đó là máy sẽ được thiết kế và trang bị thêm 2 con ốc để có thể căn chỉnh được dây cura sau một thời gian dài sử dụng nhé. Và đây là cửa ra của thành phẩm chấu và cám của mình nhé bà con. Và với dòng máy xét gạo gia đình Takeo TK200 này, ngoài việc là mình xét gạo là chính thì bà con còn có thể nghiền được các hạt ngô cũng như là đậu của mình. Đầu tiên thì Chi muốn giới thiệu cho bà con về đầu xét gạo, thì đây là phễu để có thể đưa nguyên liệu là lúa vào. Thì bà con có thể thấy rằng đường kính của phễu rất là lớn để chúng ta có thể dễ dàng nạp nguyên liệu vào nhé. Hơn thế nữa là khi vào bên trong phễu thì bà con có thể thấy một tấm chặn, và tấm chặn này bà con có thể điều chỉnh thông qua một con ốc để chúng ta có thể đưa được nguyên liệu từ từ hoặc là tốc độ cao nhờ vào việc điều chỉnh tấm chặn này. Tiếp theo thì nguyên liệu lúa của mình sẽ được qua một hệ thống xét, và từ hệ thống xét này sẽ xét được và tách vỏ của lúa thành những hạt rạo. Và với dòng sàn xét này thì bà con có thể thấy rằng có ưu điểm vượt trội hơn là các hệ thống búa đập trên thị trường, vì đưa ra nguyên liệu vỡ rất là ít, rất là tiện lợi phải không nào? Và tiếp theo thì nguyên liệu của chúng ta qua hệ thống xét sẽ đưa ra thành những hạt gạo, thành phẩm của mình sẽ được ra vào cửa ra cũng như là qua hệ thống sàn. Và với sàn rung 3 cấp này thì chúng ta có thể phân biệt được đưa ra thành phẩm là gạo nguyên cũng như là tấm và cuối cùng là sạn. Với dòng máy xét gạo gia đình của Takeo TK200, ngoài chức năng là xét gạo là chính thì chỉ muốn giới thiệu cho bà con thêm một chức năng tiện lợi nữa, đó là nghiền được các loại hạt ngô, hạt đậu cũng như là hạt ngũ cốc ra được thành phẩm của mình thành bột ngô cũng như là bột ngũ cốc rất là mịn. Và về phần nguyên liệu thì bà con sẽ được nạp trực tiếp vào phễu nhé. Và với phễu này thì chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ nguyên liệu thông qua một tấm chặn để có thể đưa vào nguyên liệu từ từ hoặc là nhiều nhé. Và ngoài việc đưa nguyên liệu từ phễu vào thì bà con còn có thể đưa nguyên liệu từ cửa vào. Và với cửa vào này bà con còn trang bị thêm được một tấm chặn
để giúp cho nguyên liệu có thể được nạp vào từ từ. Với dòng máy này thì đưa ra thành phẩm bột rất là mịn, và bà con biết vì sao mà bột mịn vậy không? Thì bây giờ xin mời bà con cùng khám phá buồng làm việc của phần nghiền này nhé. Với buồng làm việc của phần nghiền này thì bà con có thể nhìn thấy được một dao cũng như là những búa đập để có thể nghiền được hạt ngô, hạt đậu của mình ra thành những mảnh vỡ nhỏ. Và tiếp theo thì với những mảnh này thì bà con còn có thể đưa xuống hệ thống sàng lọc để giúp cho chúng ta có thể ra được thành phẩm đều và mịn. Và đây là cửa ra của thành phẩm của mình. Và với dòng máy này thì chúng tôi bảo hành cho bà con lên đến là 18 tháng, cũng như là motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, nếu lỗi là lỗi của nhà sản xuất. Đặc biệt là trong tháng 10 năm 2023, với dòng máy sát gạo Takio TK200 này đang được bán với giá rất là ưu đãi cho bà con, chỉ với giá là 9.200.000. Và còn chần chờ gì nữa mà bà con không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình, hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi sở hữu dòng máy này thì bà con có thể sát gạo dễ dàng, cũng như là mình nghiền các loại hạt để từ đó có thể tiết kiệm được thời gian và công sức trong một khoản chi phí đầu tư nhỏ, phải không nào? Cuối cùng là chương trình báo giá cũng như là giới thiệu chi tiết về dòng máy sát gạo của Takio TK200 này của Ngọc Chi đến đây là hết rồi. Và Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con nhé.